Tại một quán tạp hóa thuộc khu phố Làng 3, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Thời điểm này, anh Tuấn Anh, 38 tuổi, trú tại ấp Thuận Hải, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, vào quán uống nước và nằm nghỉ trên võng của tiệm tạp hóa. Bất ngờ lúc này, có một đối tượng xuất hiện đi vào nơi anh Tuấn Anh đang nằm. Hai tay cầm hai con dao nhọn. Đối tượng lại gần võng nơi anh Tuấn Anh đang nằm, bất ngờ vung dao tấn công liên tiếp vào người anh Tuấn Anh, làm anh tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường và đem theo hung khí đi ném xuống khu vực phía sau nhà bán tiệm tạp hóa. Lực lượng công an tỉnh Bình Phước đã nhanh chóng xác định đối tượng là Nguyễn Hữu Toàn, 40 tuổi, ở khu phố Làng 3, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài gây án. Đối tượng đã bỏ trốn trong tình trạng vẫn còn ngáo đá. Lực lượng công an đã tổ chức truy bắt được đối tượng sau đó gần 1 giờ đồng hồ. Sau một ngày, cơ quan cảnh sát điều tra và viện kiểm sát đưa đối tượng trở lại hiện trường tìm hung khí gây án, nhưng hắn vẫn chưa tỉnh táo. Do có ảo giác sau khi chơi ma túy đá, còn gọi là ngáo đá, nên trong đầu Nguyễn Hữu Toàn lúc đó cứ nghĩ nạn nhân đang trộm đồ nên đã ra tay thủ ác. Triệu chứng của người nghiện ma túy đá rất khó nắm bắt. Nhiều người có biểu hiện bất thường như bỗng dưng cười nói liên tục, mất ngủ nhiều ngày, chăm học hoặc phấn chấn đột xuất. Những người sống xung quanh đối tượng cần cảnh giác trước sự xâm nhập của ma túy đá. Bất cứ lúc nào trong cơn phê, các đối tượng này cũng có thể hạ sát hại người thân của mình. Ngáo đá là trạng thái loạn thần do sử dụng ma túy đá. Những người này sẽ bị mất khả năng kiểm soát cảm xúc, nhận thức hành vi và xuất hiện những hoang tưởng ảo giác như bị theo dõi, bị truy hại, ghen tuông nên dễ có những hành động gây nguy hại cho bản thân và người xung quanh. Điều đáng lo ngại cho các đối tượng sử dụng ma túy đá thường có diễn biến tâm thần âm thầm, người ngoài khó nhận biết để sớm ngăn chặn. Thử một lần cho biết, không nghiện được, không có tác hại gì. Những lầm tưởng về ma túy đá và các loại ma túy thế hệ mới khiến cho nhiều người trở thành con nghiện lúc nào không hay. Kèm theo đó là những bệnh lý tâm thần do tác hại của việc sử dụng ma túy trong thời gian dài. Việc điều trị các chứng bệnh tâm thần này cũng khó khăn, dai dẳng, không kém gì con đường cai nghiện. Một bệnh nhân mới ngoài 30 tuổi nhưng đã có nửa cuộc đời gắn liền với ma túy đá. Từ ngày sử dụng một lần cho đến khi sử dụng ma túy được bệnh nhân mô tả như cơm bữa. Sau thời gian ma túy tác động đến thần kinh, nhận thức, thường gọi là phê thuốc, chỉ kéo dài từ 30 phút đến 1 tiếng. Hầu hết người sử dụng ma túy đá đều trở lại trạng thái bình thường, người ngoài khó mà nhận biết. Chính những lý do này khiến bệnh nhân cho rằng mình hoàn toàn bình thường, không phụ thuộc vào ma túy. Những biểu hiện bất thường về thần kinh cũng dễ dàng bị bỏ qua như rối loạn giấc ngủ. Cũng có những bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng thần kinh chỉ sau 1-2 lần sử dụng ma túy như một bệnh nhân 20 tuổi. Bệnh nhân khí sắc giảm, tư duy chậm, cảm thấy bi quan và chán nản. Chiều ngày 21 tháng 7 năm 2021, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án sát hại nghệ sĩ ưu tú Vũ Mạnh Dũng xảy ra cách đây hơn một năm. Bị cáo trong vụ án này là Dương Quang Bình, sinh năm 1977, trú tại phường Trương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, đã bị tòa án tuyên tử hình về tội giết người, theo quy định tại Điều 123 khoản 1 điểm N, Bộ Luật Hình sự năm 2025. Dương Quang Bình cũng chính là anh vợ của nạn nhân Vũ Mạnh Dũng, nghệ sĩ opera, giảng viên cộng tác với khoa thanh nhạc của hai trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và Học viện Âm nhạc Quốc gia. Tại phiên tòa, đã làm rõ khoảng 21 giờ 45 phút ngày 18 tháng 2 năm 2020, tại số nhà 12 và 14 ngõ 609 đường Bạch Đằng, phường Trương Dương, Dương Quang Bình bị ảo giác do sử dụng ma túy đá, do mâu thuẫn gia đình và có thù tức cá nhân với gia đình em gái là chị Dương Hoàng Yến, cùng chồng là anh Vũ Mạnh Dũng, sống ở nhà bên cạnh, tại số nhà 14. Bình đã châm lửa đốt một chiếc xe máy mang nhãn hiệu Yamaha của gia đình. Sau đó, Bình sử dụng một con dao nhọn đe dọa khống chế những người thân trong gia đình. Khi thấy tổ công tác của lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh thuộc công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội có mặt tại hiện trường, Bình đã trèo sang nhà chị Yến theo lối cửa sổ. Thấy vậy, anh Vũ Mạnh Dũng ra can ngăn, không cho Bình vào nhà,
thì Bình cầm một con dao nhọn tấn công vào anh Dũng. Vết thương cắt qua khe liên sườn 4 năm khiến anh Dũng tử vong ngay tại chỗ do mất máu cấp không hồi phục được. Ngay sau đó, Dương Quang Bình đã bị công an quận Hoàn Kiếm Hà Nội bắt giữ về hành vi giết người. Tại phiên tòa, bị cáo Dương Quang Bình khẳng định trong cuộc sống hàng ngày không có mâu thuẫn gì với em gái hay em rể. Bình khai tại buổi chiều hôm xảy ra vụ án, bị cáo say rượu tại quán tới mức không nhớ được mình về nhà bằng cách nào. Bình khai hầu như không nhớ gì về những việc mình làm hôm đó, không nhớ là mình đã đốt xe, cãi nhau với vợ hay cầm dao đi đâu. Bình còn bao biện cho hành vi của mình là bị loạn thần do lạm dụng chất kích thích, không kiểm soát được hành vi và bày tỏ sự hối hận về hành vi đó. Hội đồng xét xử đã xác định việc Dương Quang Bình lạm dụng rượu bia và ma túy, đốt phá tài sản và đe dọa tính mạng con người, người thân trong gia đình không phải là tình tiết giảm nhẹ. Do vậy, hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt Dương Quang Bình mức án cao nhất là tử hình. Hiện nay, một bộ phận thanh thiếu niên có lối sống buông thả, cho rằng ma túy đá không gây nghiện nên thường tụ tập sử dụng tại các bữa tiệc, sinh nhật để thể hiện bản thân. Đây là một hồi chuông cảnh báo về tình trạng sử dụng ma túy trong giới trẻ. Nhiều trường hợp thường xuyên sử dụng ma túy tổng hợp dạng đá nên gây ảo giác, đã ra tay sát hại chính người thân của mình. Trương Tín, 30 tuổi, ngụ tại Bình Tân, kẻ đã ra tay sát hại bà ngoại, mẹ và dì ruột. Tín sử dụng ma túy đá tại nhà trước khi đến công trình làm việc. Đến tối, Tín về nhà gây ồn nên bị mẹ ruột la. Tín lớn tiếng chửi lại mẹ nên bà ngoại và dì ruột la mắng. Tức giận, nam thanh niên to tiếng lại đập phá đồ đạc trong nhà. Sau đó Tín xuống bếp lấy hai hung khí đi lên lầu tấn công bà. Mẹ Tín và bà ngoại thấy vậy vào can ngăn rồi cũng bị hạ sát. Theo cơ quan điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh, trước khi bị bắt, Trương Tín nghiện ma túy đã hai lần bị đưa đi cai nghiện. Tín sử dụng ma túy nhiều quá dẫn đến tâm thần. Dù vậy, theo hội đồng xét xử, Điều 13 Bộ Luật Hình sự vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự do hành vi phạm tội gây ra. Trước tòa, Tín thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Nghịch tử cho rằng do ma túy gây ảo giác nên nghĩ người thân muốn hại mình nên đã ra tay tàn độc. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Tín là đặc biệt nguy hiểm, tước đi mạng sống của nhiều người, toàn người thân ruột thịt. Tín không còn khả năng giáo dục, cần phải loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội. Nên sau khi xem xét, hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt mức án tử hình. Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm, đoàn luật sư Hà Nội, ngáo đá có thể khiến người sử dụng ma túy gây ra tội ác trong tình trạng loạn thần, nhưng không phải là tình tiết giảm nhẹ. Pháp luật buộc công dân phải nhận thức được tác hại khi sử dụng các chất kích thích sẽ dẫn đến tình trạng mất kiểm soát hành vi nên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hậu quả xảy ra. Điều 13 Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định về trường hợp người phạm tội trong tình trạng say rượu hoặc các chất kích thích mạnh khác phải chịu trách nhiệm hình sự và các trường hợp ngáo đá cũng không ngoại lệ. Vì vậy, cơ quan chức năng cần tăng cường quản lý thông tin trên mạng xã hội, có hình thức xử lý thích đáng đối với những chủ tài khoản đăng tải nội dung tiêu cực liên quan đến tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy, từng bước loại những thông tin độc hại, ngăn chặn sự lan truyền khi xuất hiện trên mạng xã hội. Nhưng trên hết vẫn là ý thức của bản thân mỗi người, không để các đối tượng lôi kéo, dụ dỗ sử dụng ma túy, chủ động tìm hiểu tác hại của ma túy gây ra cho bản thân và xã hội, đặc biệt không thử, không tham gia sử dụng ma túy dù chỉ một lần.